người thắng cuộc. Yes! Elsa khóc buồn quá. Wake up! Tức quá chỉ làm bơ thôi sao? Bắn mũi tên cho đỡ tức này. Hai con gà thật đẹp. Những chú bướm xinh quá. Dơi đây sợ chưa? Hey, wake up! Chào ngày mới thiên thần. Wake up! Hey! Xin chào ác quỷ. Đến giờ tắm rồi. Hey! Cho xà phòng vào nhé. Đã sạch rồi. Hey! Đánh răng nào. Tắm thật vui phải không? Đánh răng nữa nhé. Chọn trang phục nào. Những bộ váy thật xinh. Chọn mẫu tóc nào nhỉ? No. Okay. Xinh đẹp chưa nào các bạn? Yes. Wow. Thay váy cho thiên thần nhé. Yes. Thiên thần cũng thật xinh phải không? Ôi ác quỷ xô ngã thiên thần bẩn hết quần áo rồi. Ác quỷ bị sét đánh trở nên xấu xí rồi. Oh, my darling.
thần mặc bộ váy này nhé. Thiên thần tốt bụng tặng ác quỷ một bộ váy thật xinh. No. Thank you. Okay. Hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. Chào mừng đến với giải thưởng cuộc thi người đẹp vũ trụ. Thank you. Okay. Chúc mừng thiên thần. Cùng vỗ tay chúc mừng hai người đẹp nào. Anh đi lấy mật đây. Bảo trọng nhé. Okay. Bố tiên ong đi làm, còn mẹ tiên bướm ở nhà trông con đó các em. Ôi, đừng lại gần. No. Bẩn lắm em bé ơi. Nín khóc đi nào. Bé lửa đừng nghịch đồ ăn chứ. Thật là một bãi chiến trường mà. Help. All right. Bảo mẫu Sayako đã có mặt. Em bé nghịch tóc Sayako nên ngừng khóc rồi. Hãy để mọi thứ cho Sayako lo. Ơ, tôi đang hát mà. Ôi, bé lửa không thích món ăn kinh dị đâu nha. Biến đi con ma kia. Các con không được hổn. Uống cốc nước cho hạ quả nhé. Chuyện gì xảy ra với Rapunzel vậy? Ra Sayako đã cấu kết với hai tên bắt cóc để hãm hại gia đình Rapunzel. Hãy cho chúng thấy sức mạnh của mình đi em bé lửa. Ôi không, Sayako đổ nước vào nên em bé không thể phóng lửa nữa rồi. Sayako giả vờ làm bảo mẫu để bán các em bé. Chiếc bịt miệng vô tình bị rơi ra khiến cho tiếng khóc của em bé vang xa. Chú tiên cảnh sát ơi, hãy cứu các em bé đi. Ok. Chú cảnh sát bắt được kẻ xấu rồi. Mẹ tiên bướm tỉnh dậy không thấy các con đâu, cho nên vô cùng hốt hoảng. Con của cô đã bị bắt cóc rồi. Hả? Thật vậy sao? Mẹ xin lỗi. Không sao mẹ ạ. À. Cuối cùng thì những kẻ xấu cũng bị trừng trị, còn người tốt lại trở về cuộc sống bình thường. Mẹ sẽ làm quần áo mới cho các con. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách vẽ váy cho bé gái băng nhé. Chiếc váy với nhiều lớp chéo nhau tạo cảm giác tinh nghịch. Màu sắc chủ đạo là xanh lam. Hãy tô chồng nhiều lớp màu từ đậm đến nhạt để tạo hiệu ứng chuyển màu thật tự nhiên nhé. Đính thêm những viên đá hình giọt nước nữa nhé.
trông thật đáng yêu. Bố đã đi làm về rồi. Các con hôm nay trông thật xinh xắn. Bố có đồ ăn cho các con đây.